loài nhện đặc biệt ở Úc có khả năng làm ra điều kỳ diệu, tưởng chừng chỉ có sản phẩm công nghệ mới làm được. Đây là loài nhện cầu vồng, tên khoa học là Maratus robinsoni. Riêng cá thể nhện đực sở hữu cơ thể gọn gàng, có khả năng phát tín hiệu cầu vồng ở cường độ cao trong các màn tán tỉnh bạn đời. Sử dụng một loạt các kỹ thuật nghiên cứu, các nhà khoa học phát hiện những vảy cầu vồng này có một đường viền 3D cực nhỏ, đan lại với nhau thành một cấu trúc lưới nhiễu xạ nano trên bề mặt. Khi phân tích, các nhà khoa học đã tìm thấy sự tương tác giữa lưới nhiễu xạ nano và độ cong vi mô, cho phép tách và cô lập ánh sáng thành các bước sóng ở các góc tốt hơn và khoảng cách nhỏ hơn so với các công nghệ kỹ thuật nhân tạo hiện tại. Có nghiên cứu cho rằng, phần vảy bụng của loài nhện này còn có chức năng giúp chúng lướt nhẹ nhàng trong không khí. Tuy nhiên, trong thực tế, phần bao phủ này của nhện đực có chức năng giúp chúng thực hiện nghi thức giao phối. Khi phát hiện ra bạn tình, nhện cầu vồng sẽ bật lớp vảy mỏng bao phủ phần bụng và bắt đầu cua chân múa tay, trông như thể đang nhảy múa trong ba để thu hút sự chú ý của đối phương.